mua lấy Icardi, Man City ký sau Atletico. Mùa có ý định lấy Icardi, PSG tiếp cận Rashford, Man City đặt vấn đề với Renan Lodi là những tin bóng đá chính hôm nay, 12 tháng 8. Mùa muốn có Icardi, không đạt được những bản hợp đồng chuyển nhượng như mong muốn. Mùa đang chuyển sang liên hệ Mauro Icardi như một giải pháp tăng cường hàng công. Mùa hiện gặp nhiều khó khăn bởi vấn đề từ Cristiano Ronaldo, trong khi Anthony Martial dính chấn thương. Icardi không nằm trong kế hoạch của PSG. Huấn luyện viên Christophe Galtier và giám đốc thể thao Luis Campos muốn đẩy cầu thủ người Argentina khỏi công viên các hoàng tử để đầu tư vào gương mặt mới phù hợp hơn. Trước đây, Mourinho từng nhiều lần tiếp cận Icardi khi anh còn là đội trưởng Inter. Giờ đây, cầu thủ 29 tuổi này trở thành giải pháp chữa cháy của quỷ đỏ khi hàng công thiếu chiều sâu. Mourinho khởi đầu mùa giải đầy thất vọng khi thua Brighton ngay trên sân nhà. Cuối tuần này, đội quân của Erik ten Hag có chuyến làm khách đến sân di tích Community gặp chủ nhà Brentford. PSG tiếp cận Rashford. Tờ Liverpool đưa tin, PSG đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Marcus Rashford với tham vọng tăng cường sức mạnh đua tranh Champions League. Trong dự án bóng đá mà giám đốc tiếp thị Luis Campos triển khai, PSG muốn có thêm 3 bản hợp đồng mới trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Cùng với Rashford, hai mục tiêu khác mà PSG muốn có là trung vệ Milan Skriniar và tiền vệ trung tâm Fabian Ruiz. Cả hai cũng là mục tiêu của Mu. Giám đốc tiếp thị Luis Campos rất thích sự đa năng của Rashford. Cầu thủ người Anh có thể đá tấn công hai cánh hoặc trở thành trung phong. Anh hứa hẹn mang đến nhiều giải pháp tấn công bên cạnh Kylian Mbappe, Messi và Neymar. Hợp đồng của Rashford chỉ còn thời hạn 1 năm. PSG không loại trừ khả năng sử dụng Mauro Icardi để đàm phán với Mu. Man City hỏi Mu Renan Lodi để bổ sung chiều sâu đội hình, đặc biệt là hành lang trái sau khi Oleksandr Zinchenko sang Arsenal. Man City đang liên hệ với Renan Lodi, ngôi sao bóng đá quốc tế người Brazil thuộc sở hữu của Atletico. Theo The Telegraph, Man City dự kiến sẽ đưa ra đề nghị chính thức đến Atletico trong ít ngày tới. Man City từng đàm phán mua Marco Cucurella nhưng thất bại trước Chelsea. Vì thế, Pep Guardiola hướng kế hoạch đến Renan Lodi. Renan Lodi nổi bật về khả năng thi đấu dọc hành lang trái. Cầu thủ 24 tuổi này được đánh giá phù hợp với bóng đá tấn công mà Pep Guardiola triển khai. Atletico cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán về trường hợp Renan Lodi. Dù vậy, đội bóng thủ đô Madrid cũng tuyên bố chỉ lắng nghe đề nghị tối thiểu 35 triệu euro.